Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Có một lúc nào đó trong cuộc đời mà bạn cảm thấy cực kỳ ghét cái sự trì hoãn của bản thân và muốn tìm mọi cách để mà tiêu diệt nó không? Thì như lời mình đã hứa trong những cái vlog trước, video này mình sẽ chia sẻ với mọi người một số cách mà bản thân đã áp dụng để mà hạn chế sự trì hoãn nha. Trước khi đi tiếp với video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy thích, hãy cứ đăng ký kênh cũng như là để lại bình luận phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến bạn những cái thông báo cho những cái video mới nhất của mình nha. Mình cảm ơn trước. Tâm lý của chúng ta là như vậy nè. Đối với những việc mà chúng ta không thích làm thì chúng ta sẽ tìm mọi cách để mà kéo dài mà trì hoãn. Đợi đến một lúc nào đó không thể delay được nữa thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận cái sự thật rằng chúng ta đã ở trong cái vũng bùn và kêu than. Mọi người biết một trong những cái cảm giác khiến mình nhớ mãi không thôi, phải nói là không thể quên được, bị ám ảnh nó lớp 12 á, nó là cái gì mọi người biết không? Bây giờ mình ngồi nhớ lại á, cũng tại cái chỗ mình làm vlog mình nè. Năm ấy, có một cậu học sinh dành 6-7 tiếng đồng hồ để học cái dàn bài văn mẫu của rừng Sano, ai đã đặt tên cho dòng sông, chiếc thuyền ngoài xa. Nhớ tới là ám ảnh rồi. Có thể mọi người sẽ có cái cách học văn khác mình, hiệu quả hơn và cũng không đầy đọa bản thân như mình. Nhưng mà hồi đó mình bị ảnh hưởng bởi cái cách học văn á, là cứ học y nguyên cái dàn bài văn mẫu á, thì may ra ra thi mới có điểm. Môn mình thích nhất á, là môn văn, môn mình sợ học bài nhất cũng chính là môn văn. Nên là mình cứ trì hoãn cái việc đó, đợi đến khi á, sát ngày thi văn rồi, không còn cách nào khác nữa, thì lúc đó mình mới chọn cái cách học là học sống chết. Cái kết quả là mỗi lần đụng tới môn văn á, là mặt mình tái không còn một giọt máu luôn. Nhưng khi mà vào đại học á, thì mình đã thay đổi cái cách học của bản thân. Mình nghĩ như vậy nè, sớm muộn cũng làm, vậy thì tại sao không làm luôn? Và mình đã dán một tờ note trên bàn học của mình, đó là cố lên ký, mày không làm thì sẽ không bao giờ xong cả. Và cũng với cái suy nghĩ á, là không làm thì sẽ không bao giờ xong cả, mà có nhiều hôm đi học về, đi làm về, mọi người cũng hình dung được cái cảm giác của lúc đó mà. Nó rất là mệt luôn. Dê là chỉ muốn nằm dài một chỗ thôi. Và giá như có một cái phép màu nào đó giúp chúng ta tự động làm hết tất cả những cái công việc như là thay quần áo nè, đánh răng, rửa mặt nè. Nhưng không làm thì sẽ không bao giờ xong. Nghĩ tới điều đó thôi là cũng mệt tới đâu á, cũng ráng lết cái tấm thân nặng nề đi làm nề nếp tất cả mọi công việc rồi mới đi ngủ. Tiếp theo thì mình thường sẽ chia thành từng việc nhỏ mà làm. Mọi người thử tưởng tượng đi ha. Cho mọi người 10 trang văn bản và bắt dịch ngay tại cái thời điểm đó thì mọi người đâu có động lực để làm đâu. Đâu có muốn làm đâu. Nhưng cũng 10 trang văn bản ấy chia nhỏ ra cho mọi người. Mỗi ngày mọi người dịch một trang thôi thì chắc chắn mọi người sẽ làm trong niềm vui. Tâm lý học cũng có một cái kết luận tương tự, đó là nếu mà muốn đối phương đồng ý với những cái yêu cầu lớn của ta thì trước hết hãy nhờ vả đối phương những cái việc nhỏ cái đã. Đại học mình cũng vậy. Ví dụ là deadline của tiểu luận là vào ngày 10 thì mình sẽ không đợi tới ngày 8, ngày 9 mới bắt tay vào làm, mà mình sẽ làm từ những ngày đầu tiên, ngày 1, ngày 2. Mỗi ngày mình làm một chút thôi, cỡ 20 phút thôi, thì chắc chắn là trước ngày 10 mình cũng sẽ hoàn thành. Vì thứ nhất á, mỗi ngày chúng ta làm một chút nên chúng ta sẽ có dư nguồn năng lượng. Cái thứ hai á, đó là tâm trạng của chúng ta mỗi ngày sẽ mỗi khác. Nó sẽ kích thích sự sáng tạo, củng cố thêm cho bài tiểu luận. Đây cũng là cách mà mình soạn content để mà up videos. Thường á, thì mình sẽ không hoàn thành cái content trong vòng một ngày duy nhất, mà mình sẽ rải ra trong tuần. Như vậy thì mình sẽ có thêm nhiều ý để mà lên, mà nói, mà chia sẻ với mọi người hơn. Mở rộng ra thì mình nhận ra bản thân bị một cái lỗi này nè, khiến mình hay trì hoãn một cách vô thức. Đó là mình biết cách lên kế hoạch cho mọi thứ chứ, nhưng kiểu mà mình bị ôm đầm quá nhiều việc cùng một lúc với mọi người. Kiểu một buổi sáng mình thường nói với mình như vậy nè, bây giờ mình muốn tụng kinh và sau đó sẽ làm listening, nhưng mình cũng muốn tập thể dục nữa. Cái bùng, mọi người biết mình làm gì không? Mình đi chạy đi lướt Facebook. Không phải là mình có ý định muốn trì hoãn ngay từ ban đầu, mình chưa từng có cái suy nghĩ đó. Nhưng mà kiểu mà đưa vào đầu quá nhiều việc, quá nhiều thứ phải hoàn thành ấy, cái vô thức đâm ra không muốn làm. Nếu mà các bạn chung tình trạng như mình á, thì đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc nha. Biết lên kế hoạch là chuyện tốt, có thể lên kế hoạch cho cả buổi sáng chứ, nhưng
phải toàn tâm toàn ý hoàn thành việc thứ nhất rồi mới nghĩ đến việc thứ hai nha. Tiếp theo sẽ đến với một tip khác có phần khá là đặc biệt đối với mình, đó là đếm 1, 2, 3 cho những cái việc nhỏ mà bản thân mình đã hoàn thành. Ví dụ như là muốn dọn dẹp lại bàn học đi, nhưng mà kiểu nhìn vào thấy nó bừa bộn quá, không biết bắt đầu từ đâu, nhìn vào là thấy không có động lực muốn dọn dẹp rồi. Thì lúc này á, mình sẽ chia nhỏ ra từng công việc để mình làm. Ví dụ như là kéo ghế ra, khi mà kéo xong mình sẽ đếm số 1. Rồi dọn những cái bút còn nằm rải rác trên bàn cho vào hộp bút, dọn xong cho xong vào hộp bút đếm số 2. Rồi cắm sạc cho laptop, cắm xong đếm số 3. Dọn những cái sách vở không liên quan tới môn học tiếp theo của mình á, cho vào cặp đếm số 4. Khi mà bạn đếm thành tiếng như vậy á, là coi như bạn đã đạt được một cái thành tựu nào đó. Cái sự tự hào trong bạn á, nó sẽ thôi thúc bạn làm nữa cho đến khi bạn hoàn thành luôn thì thôi. Và sẽ thật là thiếu sót nếu mà không kể đến một cái tác nhân khủng khiếp của thời kỳ này ảnh hưởng đến sự trì hoãn, có tác động đến sự trì hoãn, đó là điện thoại. Mình hiểu cái cảm giác á, mà cầm điện thoại lướt 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 nó thoải mái và dễ chịu gấp ngàn lần so với việc bạn phải hoàn thành cái mục tiêu mà bạn đặt ra. Mình cũng không giỏi tới cái mức á, mà làm một cái công việc gì đó từ đầu đến đuôi mà không nghịch lấy điện thoại dù chỉ một lần. Và tính từ cái thời điểm mình làm cái vlog này á, mình cảm thấy mình vẫn chưa đủ nghiêm với bản thân tới cái mức mà có thể để điện thoại xa tầm tay khi mà làm việc. Nên là mình sẽ không nói những điều mà mình không làm được. Tuy nhiên mình có một cái cách khác giúp mọi người đỡ lãng phí thời gian hơn. Đó là ví dụ đi ha, bạn đang chạy deadline, thời gian sát lắm rồi, nhưng mà cái bất giác cứ cầm điện thoại lên nghịch thôi. Cái lúc đó có một cái ma lực nào đó khủng khiếp làm chúng ta không thể bỏ điện thoại chúng ta xuống được. Thì cứ cầm thôi. Nhưng mà những lúc như vậy các bạn hãy làm thêm một việc giúp mình á, đó là nhìn đồng hồ bắt đầu từ lúc bạn cầm điện thoại. Nó như một lời nhắc nhở vô hình nhưng mà có sức nặng kinh khủng đối với mình vậy. Càng lướt điện thoại lâu á, mình càng ý thức được sự trôi nhanh của thời gian và sẽ bỏ điện thoại xuống liền luôn. Nó thật sự có hiệu quả với mình và mình hy vọng sẽ giúp được các bạn nha. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc clip này, cũng như là nếu thích hãy share những chiếc clip này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kantiki. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết chiếc clip này, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình tạo nên một vài khác biệt trong cuộc đời của bạn. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.